Xin chào các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Sinh. Theo yêu cầu của rất nhiều bạn tới chị thì hôm nay chị sẽ tiếp tục chơi sách hình dáng nha. Quyển ngày hôm nay là chủ đề về những nàng công chúa xinh xắn, rất là dễ thương luôn. Ở ngoài bìa là đã có hình ảnh về các nàng công chúa rồi nè. Ở bên trong thì có vô số những hình dáng về các nàng công chúa với nhiều chủ đề khác nhau luôn đó kem. Nào, giờ bây giờ hãy cùng với chị Chim Sinh khám phá trang đầu tiên nhé. Trên mỗi cái trang hình dáng nó có đánh số thứ tự, kem chỉ việc nhìn vào đó và chọn cái hình dáng phù hợp để dán vào trang tương ứng nha. Các nàng công chúa thích đi ra ngoài trên chiếc xe ngựa bằng vàng, được kéo bởi chú ngựa lùn trung thành của họ. Xong trang số 1 và số 2 rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua trang số 3 và số 4. Ở trang số 3 và số 4 này, chúng ta có một tòa lâu đài màu hồng rất là dễ thương luôn. Wow! Một ngày mới tươi sáng, mát mẻ đã đến với cung điện rồi. Các nàng công chúa luôn dậy sớm và bận rộn như những chú ong vậy đó. Tạm biệt tòa lâu đài màu hồng, chúng ta đến với trang sách dán hình số 6 và số 7. Ở đây là một cái hội chợ và các nàng công chúa thích xem những cuộc thi bắn cung. Mỗi nàng công chúa đang mặc một bộ lễ phục khác nhau và có nàng công chúa cũng đang cầm trên tay một cái bắn cung ha. Các nàng công chúa rất là mong chờ có một cuộc thi dành cho phái nữ để có thể trình diễn những kỹ năng của mình với bộ cung tên. Nào, giờ hãy cùng khám phá ở kho báu hoàng gia ở trang hình dáng số 8 nhé. Kho báu chứa đầy đá quý này đã được lưu giữ ở hoàng gia hàng trăm năm rồi. Bây giờ chúng ta đang dán các người mẫu nè lên trên, sau đó đội vương miện và trang trí thêm những cái đá quý hay là những cái vương miện khác. Trang hình dáng tiếp theo, trang số 8, sẽ đưa chúng ta đến với một cái bữa tiệc nho nhỏ. Đây là bữa tiệc trà chiều của các nàng công chúa. Chẳng bao giờ là sớm để thưởng thức cà phê và bánh ngọt, rất là ngon. Và chị Chim Sinh đang lấy những tấm hình dáng, hình ly trà nè, rồi hình tách trà, các loại bánh ngọt để bày lên bàn cho các nàng công chúa thưởng thức. Tiếp theo, cùng chị Chim Sinh khám phá sân trượt băng của các nàng công chúa nhé. Vào những ngày đông băng giá, các nàng công chúa thích lướt quanh mặt hồ đóng băng. Và ở đây, các nàng ấy đã chơi trò chơi trượt băng rất là vui. Nàng công chúa nào cũng mặc đồ ấm hết. Áo ấm nè, giày ấm nè, có đội nón len nữa.
Ngoài việc trượt băng thì các nàng công chúa của chúng ta còn có sở thích là đi bộ qua đồng cỏ để tận hưởng ánh nắng và bầu không khí trong lành. Các nàng công chúa mặc đồ rất là đơn giản, nhẹ nhàng trong một buổi chiều đi dạo như thế này. Có bướm nè, có hoa nè, có ong nè, rất là đẹp luôn. Ở trang hình dán số 14 và 15 thì chúng ta sẽ được cùng với các nàng công chúa đến với một cái buổi tiệc hóa trang. Tiếng nhạc vui tươi vang khắp không gian và các nàng công chúa đã sẵn sàng khiêu vũ ở vũ hội hóa trang rồi. Ai cũng mặc cho mình một bộ trang phục và có kèm thêm một cái mặt nạ đó các em. Đừng quên gỡ những cái hình dáng trang trí cho cái buổi vũ hội này nữa nhé. Còn giờ là trang hình dáng cuối cùng. Nhờ ánh trăng và ánh sao dẫn lối mà các nàng công chúa thường tới thăm những người bạn trong rừng của họ. Họ mặc một chiếc áo khoác nhẹ ở ngoài, cầm đèn và vào trong rừng. Ở đây có những chú sóc, những chú chôn, có cả cú đêm nữa, và họ chơi đùa cùng với chúng. Đừng quên bóc dán những cái ngôi sao để trang trí thêm cho cái buổi đêm này. Rất là dễ thương phải không em? Vậy là chị Chim Xinh đã chơi xong quyển sách dán hình dành cho bé gái với chủ đề những nàng công chúa xinh xắn rồi. Chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại những trang hình dán mà nãy giờ chúng ta đã chơi nhé. Và các em có thể mua quyển sách này bằng cách gọi điện thoại tới số 0979086789 nha. Đừng quên để lại bình luận cho chị biết là các em thích nhất là trang hình dáng nào nhé. Đó có thể là trang vũ hội, trang đi dạo đêm hoặc là trang bữa tiệc chiều. Cảm ơn các em đã theo dõi hết video của chị. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong lần sau.